Xin chào mọi người nhé, mình hiện tại đang có mặt tại chợ Xuân Liễu Đề năm 2023 ngày mùng 6. Hôm nay thời tiết khá là lạnh này. Ôi giời. Hôm nay năm nay không có vẻ cũng ít người lắm. Thời tiết hôm nay hơi mưa bay một chút. Mời các bạn cùng với tôi đi tham quan chợ Xuân Liễu Đề nhá. Sau 3 năm không họp chợ, năm nay khởi động lại thì họp chợ. Ui giời, cũng đông đấy. Tầm trưa chắc chắn là rất là đông. Thì sáng là trời hơi là lạnh, kết hợp với mưa bay. Toàn thấy nhạc là nhạc thôi. Chợ này chủ yếu là bán những cây cây cảnh này, cây hoa này, và những cái cây ăn quả này. Quy mô ở chợ này thì không bằng chợ Viềng được. Hôm nay 12 độ, trời rất là lạnh luôn. Nhiệt độ giảm hơi sâu. Đây, cuốc xẻng này mọi người này. Đó. Bên này người đi chợ rất là đông, phần lớn là người dân huyện địa phương thôi. Không như chợ Viềng thì khắp nơi trên cả nước nó đổ về chợ này. Mỗi người dân ở huyện Nghĩa Hưng người ta đi chủ yếu nha. Hồng Xiêm. Lâu lắm mới đi quay về lốc. Cả lòng nay mới đi quay về lốc. Đây là trò chơi của trẻ em. Mày bỏ tay ra ngoài hơi lạnh. Kem tươi, trời lạnh ăn kem tươi không? Đông lắm mọi người ạ, đông, rất là đông luôn đấy. Đông hơn tối hôm qua. Không biết có nhìn thấy người quen nào không? Ở đây mình đi quay hơi nhiều.
Thế nào cũng gặp người quen. Hàng quán bán giữa đường luôn. Xe vẫn còn đi được, có nghĩa là vẫn còn rộng ạ. Bên này là ăn uống à. Trời hôm nay gió khá là lớn á. Lắm loại kẻn còi. Lần này dịch Covid nó cũng hết rồi nên là mọi hoạt động vui chơi giải trí chợ xuân, chợ Viềng sẽ được tổ chức lại nha mọi người nhé. Ngày mai mình mới bắt đầu đi quay chợ Viềng. Chợ Viềng thì đúng là quê mình luôn, cách nhà 2 cây. Vào đây xem cây nhá các mọi người nhá. Đây là tàu bay lượn. Dịch vụ của chị em rất thích cái món này. Trong có những cái món gì không? Của nhà làm ra nên bán rẻ lắm. Tất cả đều có tại sân hàng này của chúng tôi ngày 150.000 một áo thôi. Bán rào à? Ôi trời ơi. Rào kéo các loại rào luôn. Đi thăm cây là chợ cây mà. Chợ này chủ yếu bán là cây là chính thôi. Trà này. Cung đình ấy chứ. Hoa hồng à. Hồng này bán như nào vậy cô? 100 một gốc ạ. Hồng này phải là hồng cổ không ạ? Có phải hồng cổ không ạ? Cảm ghét quá, chưa đông người mấy. Chanh à? Mộc.
chanh này nhiều quá quá rồi. Ôi nhiều nhạc bản quyền quá. Hồng này, hồng bạch chứ. Hoa hồng này thu hút được nhiều khách mua quá. Thu khách mua mà còn check in luôn ạ. Ủa, bước hết tay. Thời tiết này lạnh thật. Mọc là bên gian này thì phần lớn là cây bonsai. Bên này thì là những cây ăn quả. Cây bonsai này, bonsai để bán bỏ tiền gốc rồi. Ai à, khế hôm nay lạnh quá mọi người, lạnh. Bonsai. Sùng. Bonsai sùng à. Cái là cái gì đấy chị? Tủ vả. Đấy là quả đấy à? Đấy là quả đấy à? Và đấy là quả đấy à? Chim non à? Cái đấy bao nhiêu à? 7 triệu. Đây toàn gốc sung to. Có vẻ là thuần chậu ấy. Gốc sung này 3 tiền ở gốc đây. Có người ta bán anh đầu xuân mới chỉ 800 800.000 ạ. Thuần to em cái 5 năm để à. Cái này thuần chậu lâu chưa ạ? À, thuần chậu rồi anh. Thuần chậu đây là những cái nơi, đây là núi mới quả này. Đây này. Nơi mới mới toàn núi quả đây này. Cái này, cái này, cái này nó toàn nó có là ấy, những cái đấy là nó toàn phun hết quả ra. Nhà anh chồng em buôn bán gì đâu, anh mua đi mua cả đi, mình buôn đi bán đi toàn cả dây này. Mấy cây có 7 cây mà, đây đôi huyền này anh ạ, mua đôi huyền mà chơi. Thằng huyền làm nó khó gì, cái nào mua đôi huyền mua hàng trăm cây như này.
Giờ đi chơi đã. Giờ đi chơi đã. Giờ bê cây thì không đi chơi đâu được. Khế. Bắt rắp cây mày đắt chê. Không, live stream một sóng không yếu lắm. Ở Khế đây biết quả ngọt không? Chưa chết quả luôn. Khế quả chín thế mọi người. Sao lá héo thế nhỉ? Sung rất nhiều quả luôn nhá. Các cô đang sợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.